đã có hơn 420 trẻ mắc bệnh ho gà đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay, tập trung nhiều nhất trong 2 tháng qua, trong đó hơn 60% là trẻ dưới 3 tháng tuổi. Các trường hợp nặng bị biến chứng phải thở máy cũng chủ yếu gặp ở nhóm tuổi này. Bé gái 1 tháng tuổi này do suy hô hấp viêm phổi nặng nên đã được đặt ống nội khí quản tại Bệnh viện tỉnh Cao Bằng rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã cho thở máy và nghĩ ngay đến nguyên nhân do ho gà. Trước khi nhập viện 1 tuần, bé chỉ hung hăng ho, sau đó mức độ tăng dần đến mức tím tái. Đây là trường hợp nặng nhất trong số gần 10 ca đang điều trị tại đây. Hầu hết đều trên dưới 1 tháng tuổi, tức là chưa đến tuổi tiêm phòng. Và một điểm chung nữa là người mẹ không tiêm nhắc từ hồi thiếu niên đến khi trưởng thành, hoặc có thể đang mang vi khuẩn ho gà. Con em có cơn ho từ lúc 22 ngày tuổi, ho khan thôi. Tầm 3 ngày sau là cháu có hiện tượng ho đờm và có cơn tím nhẹ. Mới đầu chỉ là tầm 2 giây thôi, nhưng mà cơn tím nó cứ tăng lên dần dần, là tăng khoảng 15-20 giây thì em cho nhập viện cấp cứu. Thấy nó ho nhiều nên tím tái mà kiểu ho đến nỗi ngừng thở luôn. Đó là biểu hiện chính của bệnh lây truyền qua đường hô hấp này. Ho gà xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ có nguy cơ cao mắc bệnh và gặp các biến chứng nguy hiểm. Điển hình là cơn ho dữ dội, sau ho thì trẻ có tiếng rít, và cái biến chứng của ho gà hay gặp nhất đấy là biến chứng viêm phổi. Bên cạnh ấy nữa thì trẻ kém ăn rồi suy dinh dưỡng thì dễ bội nhiễm thêm các cái loại vi khuẩn khác, và biến chứng nặng của ho gà nữa đấy là cơn ho có thể gây tím tái, ngừng thở và có thể gây ngừng tim. Với trường hợp nhẹ, tức là số cơn ho ít, không tím mặt, vẫn ăn uống bình thường, có thể chăm sóc tại nhà, uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Còn khi trẻ có nhiều cơn ho kéo dài, trong cơn ho có đỏ hoặc tím mặt, ăn kém, nôn chớ nhiều, khó thở, cần đưa ngay đến bệnh viện để khám, điều trị kịp thời, tránh để dẫn đến biến chứng có thể nguy hiểm tính mạng.